Đây mọi người ơi, mình vừa mới hỏi bạn Lon xong là cái vụ cái logo, thì hôm nay mình lên mình nói cái vụ logo một lần nữa. Lúc nãy thì mình hỏi Lon á là sao, tại sao lại không lấy cái logo của chị Phương Lê phải không? Bà Lon mới có trả lời á là bà suy nghĩ lại á, ba của bà mất rồi mà bây giờ ví dụ như bà bán cái hộp me mà dán hình của chú Vũ Linh lên đó thì thấy tội quá, lỡ người ta ăn xong hết hộp me rồi người ta quăng vô thùng rác, rồi cái hộp thà quăng hình bả thì không sao, quăng hình ba bả mà người chú nó Vũ Linh ổng khuất rồi, đã khuất rồi. Mình nghe vậy mình rất là cảm động luôn, nhưng mà mình thấy trên mạng là bên fan của Phương Lê á, tấn công qua bên bên đây thì mình thấy cũng tội. Mình biết là Phương Lê cũng là người tốt, nhưng mà Hồng Loan nói gì thì cũng đúng, đúng không Hồng Loan? Bà thấy cái hình đó là lúc đầu là bà mới đầu là bà cũng có nhận, xong rồi chị Phương Lê nói in cái tem đó là sao của Phương Lê là lúc đầu là chị nói in cái đó là bà cũng nói ok, xong rồi bà suy nghĩ lại hả? Đúng rồi, thì lúc đầu chị Phương Lê có điện là muốn cho giúp làm cái logo là có hình của ba với lại Loan vậy đó. Nhưng mà lúc đó là cũng lobo thì cũng đâu thấy tại vì đang lobo thì trong thời gian đó không chị có Phương suy nghĩ, Lê chưa kịp suy nghĩ, Loan chưa kịp suy nghĩ, thì rồi vậy là chị Phương Lê cũng thương tốt. Mình tốt với mình, lo lắng cho mình, vậy rồi mình cũng nhận rồi. Thì nhưng mà xong không, cái đến chiều thì suy nghĩ lại nó mọi người cũng tại vì in cái logo lên cái chỗ mà để bán á, xong rồi mọi người lấy ra ăn xong thì sẽ dứt đi những cái bao bì đó, rồi trong đó hình. Có hình ảnh của ba trong đó thì bỏ vô thùng rác, thì lúc đó là cái hình ảnh của ba bị bỏ vô thùng rác rồi, thì mình thấy lại nghĩ là ô chết rồi, ba mình bị vô bỏ vô thùng rác thì nó thấy đau lòng chị không có nổi. Thôi thì mình thay cái hình của mình thì có nói chị ơi, chị đã làm cái đó chưa, thì nếu như chưa thì chị thay giùm em cái hình của em đi. Với lại em cũng không muốn, với lại ba em mất rồi để cho ba em yên, cũng không muốn là để hình ảnh ba lên này nọ để không muốn mượn danh tiếng ba. Rồi nói chung thì giờ ai cũng biết Lon là con của ba rồi. Thì chỉ là như là nói là ý Phương Lê với em là không có gì hết á. Nhưng thì em với chị Phương Lê cũng không có gì hết. Phương Lê cũng là một người tốt, ở đây Lon cũng biết Phương Lê là một người tốt, có ý tốt. Mọi người đừng có công kích là với lại mấy cái người fan, bạn fan của Phương Lê cũng đừng có hiểu lầm này kia cái nọ. Hồng Lon á, mọi người bây giờ công việc chăm bề, khổ chăm bề luôn, nên mọi người thương thì thương cho chót ha mọi người ha. Thì giống như là Lon chỉ nói là ý là thà cái hình ảnh của Lon mọi lúc người đó không nghĩ tới là cái in hình ba lên là mọi người những đường xé ra xong rồi, nhưng mà ý đó là ý của chị Nhi luôn đó, cái bao bì đó là sẽ có hình ảnh của ba trên đó.